Rồi chào bạn Phong. Rồi, chào lại Thái Hồng Nhiên, chào các anh chị em, rõ chưa? À, nãy giờ thì cứ coi cái cuộc hội thoại của hai một ba que già và ba que trẻ hải ngoại và trong nước. Thì mình không có nói cụ thể hai cái cá nhân này mà mình nói chung thôi. Cái việc mà kêu gọi biểu tình đó, thì không phải mới đây mà nó rất lâu rồi. Và cái chiêu bài mà kêu gọi xuống đường biểu tình là cái mà mình lên mấy cái mạng của cái đám chống phá ở hải ngoại, đặc biệt là hải ngoại thanh thái bê chưng, bao giờ tụi nó cũng cũng kêu gọi biểu tình đó. Bất cứ xảy ra một cái sự việc, cái vấn đề gì nó cũng kêu gọi biểu tình đó. Thì mình phải đặt câu hỏi là tại sao, đúng không? Tại sao nó lại kêu gọi biểu tình mà không phải là những cái khác đó? Tụi nó đấu tranh thì nó có nhiều cách, nhưng mà tại sao nó lại kêu gọi biểu tình và lúc nào miệng nó cũng luôn luôn kêu gào là biểu tình? Thì ở đây mình, cái này mình cũng đã trao đổi với một số lần rồi, vì sao nó kêu gọi biểu tình. Thì các bạn thấy những cái nước mà như Libya, Syria, Iraq hoặc là Ukraine lật đổ chế độ là nhờ biểu tình. Từ những cái cuộc biểu tình mới lật đổ được chế độ Đúng rồi, đúng. đó. Các bạn thấy, ở gọi là, mình nói thẳng ra đó là cái cách mạng màu đó. Diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ mà ở bên châu Âu, mấy cái khối Đông Âu thì gọi là cách mạng màu, rồi nó nhiều tên lắm, cách mạng hoa nhài đúng không, cách mạng cam, còn ở Bắc Phi là gọi là gì, mùa xuân Ả Rập. Nôm na nó là diễn biến hòa bình đó. Kêu gọi biểu tình là một một trong một cái bước quan trọng để thực hiện diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ. Có nghĩa là sau khi có người biểu tình, khi mà kêu gọi đông đông đảo rồi á, thì gây nên bạo loạn, thì có bạo loạn mới lật đổ được chính quyền Cách đó. mạng Thì màu. tụi nó miệng mồm lúc nào cũng nói là biểu tình ôn hòa, đúng không? Kêu xuống đường để biểu tình ôn hòa, biểu tình bất bạo động. Nhưng mà sau đó thì sao? Chúng ta thấy những cái cuộc biểu tình mà đã diễn ra ở Việt Nam, có cái cuộc biểu tình nào mà ôn hòa bất bạo động? Kết cục của nó luôn là bạo loạn. Bạo loạn để lật đổ chính quyền. Và các bạn Rồi. thấy những cái bài học nhãn tiền Ukraine đó, rồi Libya, Syria, Iraq, các cái chính quyền đương nhiệm thì đều bị lật đổ bởi biểu tình bạo loạn. Và Việt Nam cũng là một trong những cái số nước nằm trong cái chiến lược diễn biến hòa bình, cho nên chúng nó luôn kêu gọi biểu tình để mà mưu đồ lật đổ chính quyền thôi. Và thật sự mình nói đây nè, khi những cái cuộc biểu tình trước đây chúng ta đã chứng kiến, thì ai là cái người hậu quả là ai nhận? Trước tiên là cái người thiếu hiểu biết, những cái người mà nghe lời xúi giục bị đặt của cái đám chống phá bên hải ngoại, tụi nó không bao giờ về, tụi nó chỉ kêu gào giống như thằng cha già hải ngoại của mày thôi, xúi giục. Gia đình họ, họ là những cái người trụ cột của gia đình, đúng không? Khi họ bị bắt thì cha mẹ già ai nuôi, con cái vợ con họ ai lo đó? Các bạn thấy một vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Nhưng tội mà tội cái âm mưu đê Tuấn nghe Nhiên nói không Tuấn? nghe nghe À, Nam Phong nghe Nhiên nói không? nghe 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 Cái âm nghe mưu đê hèn của các tổ chức phản động lưu vong giữa cái đại dịch này á, là trong cái thời đại dịch này rất là phức tạp, vì cái Covid-19 này rất là phức tạp ở trong nước mình. Sau khi ở thành phố Hồ Chí Minh nó thực hiện giãn cách xã hội chỉ thị 16 thì cũng thấy nhiều cái bọn phản động, nhiều top, nhiều phe của nó lợi dụng xong đòi tiền trợ cấp để kéo biển tình lên trên phường. Đó là cũng là thành phần của tổ chức phản động Việt Tân nha, kích động đó cũng là thành phần của tổ chức phản động Việt Tân nha, đấy là đang kích động suối nha. Rồi ngày 15 tháng 9
các tổ chức phản động lưu vong cùng một số đối tượng chính trị trong và ngoài nước tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền chống phá đảng nhà nước ta là gì? Chúng sử dụng không gian mạng, đặc biệt là mạng xã hội, kênh chia sẻ video YouTube, tập trung đăng tải các bài viết phản cảm, cũng như là thằng Mỹ Linh vừa rồi là Nhiên đưa đó, đó đó Nam Phong đó. Rồi, okay. Đó phản ánh sai sự thật về phòng chống đại dịch, thì cũng như thằng Nam Phong nó vừa nói đó. Đó, các tổ chức phản động Việt Tân, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là của Hồng Đào Minh Quân đang ra sức lợi dụng tình hình phòng chống dịch Covid-19 để xây dựng tình hình gây mất đoàn kết giữa công tác phòng chống dịch. Đó là những thành phần của là tổ chức không mà cái bọn phản động lưu vong đó là gọi là cách mạng màu đó. Chúng nó là diễn biến hòa bình chính xác, cho một số thành phần kích động, một số thành phần là trong nước của mình. Chính xác. Thì mình nói thêm về cái vấn đề mà biểu tình, thì cái người thiệt thòi trước tiên là những cái kẻ mà nghe lời xúi dục, đúng không? Trước tiên là những cái kẻ đó, mình đã nói rồi, khi mà bị bắt, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đúng không? Bị truy cứu trách nhiệm hình sự á, thì tụi xúi dục nó đâu có về nó lo cho đâu, cho gia đình, cho cha mẹ con cái của người đó đâu. Nó ngồi bên đó nó cười hả hê, nó vỗ tay nữa kìa đó. Và cái thứ hai mà cái mất, cái mà ảnh hưởng lớn hơn đó là cái hình ảnh của đất nước đó. Việt Nam chúng ta có hòa bình, có ổn định chính trị thì mới phát triển được. Nếu chúng ta cũng bạo loạn giống như là ở chậm nhiều lắm. Để mẹ làm gì? Nhất thời điểm này đó là ổn định chính trị thì chúng ta mới phát triển được đất nước. Để mẹ làm gì? Không ổn định chính trị chậm một tấm, chậm lấy chậm đi. Đó là cái cơ hội để cái đám chống phá nó phất ngờ, đúng không? Nhưng mà tụi nó thật sự mà nói thì dân dân Việt Nam mình qua hai cái đợt mà Formosa với lại cái vụ mà vụ Formosa, vụ vàng khoan 981, vụ vàng khoan 981 2014, vụ Formosa 2017, vụ giáo xứ Sông Ngọc 2017. Chào anh Nhiên qua nha. Những hai cái vụ đó thì chúng ta đã rút ra được nhiều cái bài học, nhiều kinh nghiệm, và cái người dân họ cũng đã hiểu được là cái đám chống phá này nó mục đích nó là gì, nó kêu gọi biểu tình là gì. Cho nên bây giờ thật sự mà nói tụi nó kêu gọi 30 tháng 9 nhưng mà chắc chắn không ai đi thôi, giỏi lắm thì một vài thằng ra thấy không có ai rồi kéo nhau về thôi, chắc chắn là vậy. Bởi vì có lý do gì, không có lý do gì biểu tình. Nếu mà nói về để mà dịch bệnh chết vì dịch bệnh rồi kéo nhau đi biểu tình thì xin thưa, ở bên Mỹ, bên cái xứ tụi nó đang ở đang là chùm chết nhiều nhất, bệnh nhiều nhất thế giới, sao nó không đi biểu tình đi, đúng không? Sao tụi nó không đi biểu tình đó, lấy lý do, lấy cái cớ là ở Việt Nam để dịch bệnh nhiều, để xảy ra cái việc mà chết thì chết vì dịch bệnh ở nước nào cũng có. Và Việt Nam chúng ta là một cái nước, đất nước mà tương đối gọi là ổn định, chúng ta vẫn không để cho cái dịch bệnh nó ngoài tầm kiểm soát, mặc dù bệnh chết là cái chuyện bình thường, nhưng mà chúng ta anh không chị ơi, nghe cái tiếng của Nam không rõ không anh chị, sao Nhiên nghe lập dập dữ vậy? Nhìn thấy cái tiếng của Nam không rõ không anh chị? Nam không nghe tiếng của Nhiên không? Có, nghe rõ mà. Anh Chu Phan nói rõ kìa. Rõ hả? Rõ thì Nam không nói đi, chứ Nhiên thật sự là Nhiên không nghe, để cho Nam không nói đó. Nam không cứ nói đi. Okay. Bên còn chứ Nhiên Nhiên nghe rất là lập dập. Em thấy mình chia sẻ thôi. Nói cái vấn đề biểu tình đó. Nói vấn đề biểu tình thì đúng rồi đó, mà Nguyễn Văn Thanh
cũng nghe tiếng được tiếng không, nó y như luôn đó, nghe lập dập tiếng được tiếng không đó. nó dần Kiên Giang luôn mà, cho nên là nghe giống nhau là đúng rồi. Nghe không có được, nhưng nghe Ok. tiếng được tiếng không thì giờ giờ mời Nam Phong nói đi, rồi tưởng chút nữa Nam Phong xuống rồi mời người khác lên rồi coi nó Nói có một bị tí nữa nữa không rồi nữa. mời anh Chu Phan với anh chị em khác lên chia sẻ. Thì cái vấn đề mà mình phân tích cái vấn đề vì sao tụi nó kêu gọi biểu tình thì rõ ràng nó có nguyên nhân của nó có mưu đồ, chứ không phải tự nhiên mà nó kêu gọi biểu tình. Và bao giờ cũng vậy, bất cứ cái sự việc gì xảy ra trên đất nước mình nó đều kêu gọi biểu tình. Và chúng ta thấy Tiếng khi là mà coi nó những cái trả nước lời là... khi những cái nước mà thực hiện cái cách mạng màu thành công á, và các bạn nhìn nha, Ukraine, Libya, Syria, Iraq bây giờ nó như thế nào so với trước khi tụi nó thực hiện cái cách mạng màu, chúng ta cứ nhìn để có cái đánh giá khách quan đó. Chúng ta nhìn để có đánh giá khách quan, chúng ta nhìn Ukraine là một trong những cái đất nước mà sau khi mà Liên Xô tách ra thì Ukraine là một cái đất nước rất là mạnh đó, một nước Liên Xô cũ rất là mạnh mạnh về về tiềm lực quốc phòng, về kinh tế, về về vị trí chiến lược của nó. Nhưng mà bây giờ Ukraine là một trong cái nước nghèo nhất châu Âu. Hậu quả của cái biểu tình bạo loạn lật đổ, bây giờ cái vị thế của Ukraine rất là thấp kém. Thậm chí tổng thống Ukraine mà qua Mỹ, chúng ta thấy qua Mỹ mà tổng thống Mỹ đâu thèm tiếp đón, không thèm gặp, không thèm tiếp cho một cái vị một cái ông sĩ quan với lại năm người, bốn năm người ra sân bay xếp hàng tiếp đón theo nghi thức của một nguyên thủ quốc gia mà như vậy. Rồi, Chúng ta thấy sao Nam nhục không? Phong mời như lên. Rồi ok nha, đợi xíu nữa. Chúng ta thấy là khi mà Ukraine thực hiện xong việc trong cái cách mạng màu lật đổ cái chính phủ và thanh nước Nga đó, thì bây giờ Ukraine như thế nào? Các bạn thấy kinh tế đó thì thụt lùi rất sâu, thậm chí người đàn bà Ukraine còn phải đi đẻ mướn cho người Trung Quốc kìa, đi đẻ mướn nha, nó nhục nhã đến mức độ đó. Rồi sao, cái vị thế trên trường quốc tế bây giờ gần như là không ai coi trọng, kể cả nước Nga rồi những cái nước Đông Âu khác và nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Mà trước là theo Mỹ, lật đổ để theo Mỹ, và bây giờ qua tổng thống Ukraine qua Mỹ, tổng thống ông gì ông Biden, ông đổ thêm tiếp không thèm gặp mặt. Còn cái người ra đón đón một cái vị nguyên thủ quốc gia, nó phải có nghi thức nhà nước, nhưng mà ra đón đúng năm người, đứng xếp hàng năm người, nó nhục nhã đến mức độ đó. Rồi bây giờ Ukraine là một điển hình. Rồi Libya thì sao các bạn? Các bạn thấy Libya sau khi mà lật đổ được ông Gaddafi thì sao? Từ một cái đất nước gọi là giàu có nhất nhì ở ở châu Phi, 10.000 lao động Việt Nam ở làm việc bên đó mà bây giờ Libya là một nước gọi là nó xáo trộn, chiến tranh loạn lạc, chia bè kết phái, và tiếng súng thì nổ ra hàng ngày hàng giờ 10 năm qua sau khi thực hiện cái cách mạng màu đó, gọi là đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, chống chế độ độc tài Gaddafi, thì người dân được cái gì ngoài chết chóc đau thương? Và Chị chào em Bùi Tùng, chia sẻ đi cưng. dạ em chào chị, em chào chị Thái Ngọc Nhiên và các anh chị trên diễn đàn. À thằng Á Quý này thì em thấy cái biết cái chiêu của nó rồi, dạo này thì cũng chơi, cũng lợi dụng cái đợt dịch này nè, thì nó cũng gạ mấy anh em cờ đỏ, người nào mà giúp nó được thì nó chuyển tiền về, chuyển tiền về rồi đi làm cho nó, đi làm cho nó rồi nó chụp ảnh. Nói chung là cái thằng này thì em thấy là nó chơi, trước giờ em thấy là nó chơi tiểu nhân lắm, nó chơi ba cái trò tiểu nhân lắm. Em nói thiệt với chị, Đúng anh em trong nhà mình mà nói chuyện với nhau á, không chừng có nó nằm trong Tùng, đưa đó luôn, mặt tạo ra ra cái cưng. group. Dạ Tùng em đẹp trai, em đưa mặt em ra đây. Mắc cái gì, mình đấy đẹp trai, mình là yêu đất nước, yêu quê hương, mà mình phải sợ nó ai, thấy đưa nó cái mặt chơi ra. hiện tại chưa cắt tóc nó rừng rú lắm chị. À, dịch bệnh tóc hơi dài đúng không? Thôi thông cảm Dạ đi, dân thân, dân thân tóc mà của chưa nhỏ cắt hơi tóc dài cho nên
nhỏ dấu mặt, thông cảm đi, khoảng tuần nữa cho nó cắt rồi mình giải, mình gì, mình mở phong tỏa rồi mình giải quyết cái nhu cầu của mình rồi phục vụ mọi mọi anh chị. Trời chào ơi, anh nói thì chào thôi, chị ông thấy hả, nó cứ hả ở trong cái diễn đàn của người yêu nước này thì nó đi bêu xấu, nó nói xấu, nó kích động, nó nói những cái chuyện của diễn đàn yêu nước kia, rồi xong mà nhảy sang diễn đàn yêu nước kia thì nó lại quay sang, quay ngược sang nói xấu diễn đàn yêu nước này, cái bài hoài bao chị nói thiệt với em Bùi Tùng á, chị nói thẳng với em một câu luôn chứ thật sự á, thằng A Quy á thật sự á nó rất là cay cú chị, mà nó chả bao giờ mà nó muốn là làm thế nào mà mua chuộc được con Thái Ngọc Nhiên, dập tiếng nói con Thái Ngọc Nhiên. Không, tao nói mày á nè, thằng A Quy Nguyễn, mày có đi suối những một số anh chị em trong nước mà từng gọi đấu tranh chống phản động, chống phản tặc như mày á, mà chửi với tao đi, tao nói thiệt với mày á, tao không bao giờ tao để ý. Cái đó là cái gì, cái ý đồ và cái thâm độc của mày mọi người nhìn ra hết, cái cách của người ta nói đúng không. Giả tỷ tao và một người phụ nữ đó có biết lòng đi, giỏi chửi qua một clip hai clip là thôi, đúng không Bùi Tùng? Giá tỷ chị với một người bạn chị đi có mít lòng là nói qua một lần thôi, là không bao giờ nói đi nói lại nữa. Còn cái này mày xúi cái con nhỏ đó mà chửi tao năm này qua tháng kia, mà lúc nào mày cũng ở trong nhà nó, là đủ biết cái thâm độc của mày là nằm ở đâu rồi, mày biết chưa? Người ta không nhìn ra chứ tao đã nhìn ra mày đó mà A Quy Nguyễn. Những một số anh chị không nhìn ra mày chứ thật sự hả? Những người mà người ta làm nghiệp vụ á, an ninh á, ta nhìn ra cái bản chất của mày. Mấy đồng tiền thôi, nó có bao 500 đô, 1000 đô rồi nó gửi về cho mấy anh chị rồi. Mà em thấy là A Quy nó tiếp cận là bây giờ dạo này là nó lợi dụng một số diễn đàn, một số nhóm anh chị á, về cái vấn đề từ thiện này nọ, mà chúng ta có cái sự mà gọi là hơn thua hơn thiệt với nhau về 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 là việc làm từ thiện đó chị. Tức là các nhóm cờ đỏ chúng ta có những cái gọi là chưa đồng nhất với nhau như vậy, nó lợi dụng vô, nó tạo ra những cái game rồi, tạo ra những cái trò chơi, những cái sự thách đố, nhưng mà thực ra là cái cách đó là nó kích phá để nó gây gây gỗ rồi gây cái sự hằn thù giữa nhóm này với nhóm kia. Thì cái chiêu này dạo này là thấy hay lắm, nhiều anh chị cờ đỏ cứ thấy là nó đưa tiền này nọ, thấy nó làm như có game này, có cái sự thách đố này hay ho, nhưng mà thực ra là đây, em nghĩ là tất cả là phá hoại. Đúng rồi đó Bùi Tùng, cái tính thống nhất, tại vì em nói với chị vậy nè, tại vì nếu mà cái khối cờ đỏ của mình mà đoàn kết với nhau mà cùng nhau mà phản động trên không gian mạng là tụi nó không có một cái nước nào để tụi nó mà có thể mà suy nó, tụi nó không còn đó. Khuyên thật sự với một số anh chị, nhất là mấy anh chị nào cờ đỏ mà mới chơi hay là chúng ta chơi mà chúng ta không biết á, thì những cái thành phần nào, em nói thẳng là những thành phần nào đã từng là thành viên của tổ chức Đào Minh Quân thì chúng ta không bao giờ tham gia chơi qua lại gì hết. Em nói thiệt luôn á, chúng ta không có quan lại qua lại chơi bời hay là chat bóc gì với cái đám mà gọi là từng là thành viên của Đào Minh Quân, vì tụi nó bây giờ có từ bỏ Đào Minh Quân đi chăng nữa, nhưng mà cái tư tưởng chống cộng là tụi nó không có từ bỏ đâu, cái đầu tụi nó không có từ bỏ đâu, tụi nó có thể từ bỏ tổ chức Đào Minh Quân nhưng cái đầu luôn luôn là sẽ chống phá thôi. Đó, cái cách mà tụi nó nói tôi đây là tôi bỏ Đào Minh Quân rồi, tôi không có tham gia tổ chức, nhưng mà cái đầu của mày vẫn là chống cộng sản, cái đó là mày không bao giờ mày thay đổi được đâu. Cho nên là không có thể nào mà chúng ta qua lại chơi bời hay là cái này cái kia tiền bạc dính díu gì với nó hết, để sau này rồi hả đụng chuyện ra là bắt đầu là nó nói là hả tiền của nó giúp dân nè, mày đang ăn tiền của tao nè, tao là phản động mà tao lo cho dân thế này thế kia, hoặc là nó bài xích anh em người này người kia với nhau, thì điều đó là em nghĩ là không có tốt. Nói chung á là ở trong nước như anh em mình cờ đỏ có mâu thuẫn cái gì, có chuyện gì với nhau thì chúng ta có thể sắp xếp cái riêng được, nhưng mà riêng với cái kiểu mà A Quy hay những cái kiểu mà đã là thành phần trong cái hội Đào Minh Quân hay là phản động là tuyệt đối không giao du, không qua lại, không giao du, không qua lại, không liên kết, không có hiệp trợ gì hết, chắc cú là như vậy. Bởi vì hả những cái thành phần đó là nó không bao giờ từ bỏ cái mục tiêu mà đánh cho chị nói nha, nó cứ dựa vào ai mà chửi nó chị, ai mà chửi nó là nó quy vào cái tội là chửi Việt Kiều hay là vi phạm nghị quyết 36. Cái nghị quyết 36 người ta chỉ nói đến những Việt Kiều yêu nước thôi, những người nào vì quê hương đất nước thôi, còn cái hạng mày mà làm sao nằm trong cái diện đó mà mày cứ bô bô với miệng lên, đụng tới mày cái là chửi nói xấu Việt Kiều suốt ngày, chỉ có cái bài xích đó thôi, là dựa vào những cái đó để mà nói, để mà chia rẽ người này người kia thôi, chứ có hay ngon hay ho gì đâu.
không? Còn anh Mã Đáo với anh Chu Phan là tại vì mấy ảnh á, là những con những cái người mà gọi là ứng xử một cách gọi là mềm dẻo, thì mấy ảnh còn còn coi A Quy như mày là một người Việt Nam thôi, chứ thật ra là đó là cách ứng xử riêng của mấy ảnh thôi, chứ trong tâm của mấy ảnh cũng cũng biết mày là ai rồi. Tao nói thẳng với mày là A Quy, anh Mã Đáo, anh Chu Phan ảnh lên nói chuyện nhỏ nhẹ nhưng mà người ta cũng biết mày là ai rồi, quá rành mày, quá rành con người của mày rồi ha. Nhưng nể mặt mày thôi, coi như là cũng coi như mày người Việt Nam, nể mặt mày cho mày lên nói vài câu thôi, chứ thực ra là trong tâm mấy ảnh biết mày rất rõ con người của mày, không bao giờ mày Đấy từ bỏ đâu, tao biết là không bao giờ mày từ bỏ. đấy Nó tưởng như nè chị, nó tưởng là nó có thể kích động nhóm này nhóm kia, những người cờ đỏ này những người cờ đỏ kia xung đột với nhau, thì nó tưởng là nó nghĩ vậy là có lợi, nhưng mà nó quên rằng một điều như thế này nè, những người cờ đỏ đó cho dù người ta có mâu thuẫn, người ta có những cái vấn đề x y z, nhưng mà cái cốt lõi của họ vẫn yêu nước. Cái cốt lõi của lực lượng cờ đỏ vẫn yêu nước, có nghĩa là họ có chửi nhau, ví dụ như là chị có mâu thuẫn với chị nào đó em không biết hay ai đó em không biết, nhưng mà trong tâm họ vẫn yêu nước, cho nên họ vẫn sẽ tiếp tục quay phim để chống lại tụi bay, chống lại tụi Bắn Động. Đúng. Cho nên tụi bay làm như vậy nó chỉ là gì, chỉ là vứt cái hạt cát vào trong biển thôi, vứt hạt cát vào trong biển nó không có hiệu quả, nó không có hiệu quả gì hết, là làm nó chỉ nó cùng lắm là nó chỉ là gì, nó chỉ là giống như gỡ ghẻ thôi, em nói thẳng là gỡ ghẻ thôi. Tại vì trong tâm của những người yêu nước á, người ta tự livestream được, người ta cần chơi chơi tập thể, giống như chị Thái Ngọc Nhiên, em nói thiệt giờ chị tự mở, chị không chơi nha, chị tự mở chị cũng vẫn có thể nói những cái thông tin cho người dân biết, phổ biến thông tin cho người dân biết, chứ cần gì phải chơi với họ với nhóm. Việt Nam mình là có cái hệ thống bảo vệ an ninh toàn dân của người ta, bất cứ ai đều cũng có ý thức. Bàn chương thằng Trương Quốc Quy em có nghe thông tin là nó giả bộ nó khuyên góp tiền của các cụ của cái cho các cụ chiến binh Việt Nam Cộng hòa ở Việt Nam, rồi nó ăn một mớ đó chị, nó ăn một mớ mà không thấy mấy cụ bên đó thưa nó hay là làm sao bắt nó lên công an, nó ăn một mớ tiền của người ta nó quyên góp rồi nó ăn, rồi cuối cùng á không ai làm gì nó hết, mà lại cứ cúng tiền vô cho nó để làm bậy làm bạ, sao mấy người không giỏi mấy người về mà xử nó đi, nó quơ cho một mớ rồi đó, nó có phát về đâu đâu, nó phát về đây có mấy miếng rồi nó ăn hết, nó quơ hết tiền cựu chiến binh, gọi là cựu chiến binh của mấy ông Việt Nam Cộng hòa đó, xong xử nó không đòi lại tiền. Bà mẹ Việt Nam anh hùng nào, nếu mà mày nói thì mày nói cho nó ra, còn mày nói theo kiểu đó thì tao cũng nói được, mày nói dốc hay cái đó thì tao cũng có thể nói cho mày được, chung chung thì tao có thể nói được, mà mấy cái thông tin của mày thì nói chung là cứ chung chung thôi à, suốt ngày comment cứ chung 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 chung, chuyện nào cũng chung chung hết, không cụ thể, nó không dám chỉ đâu anh ơi, anh đất nước rồi nó không dám chỉ đâu, em cá với anh luôn, nó xàm 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 vậy thôi chứ nó đâu có biết cái chỗ nào hú họa lừa lừa gạt mấy cái người nào mà ít kiến thức thôi, mấy anh chị nào mà không có kiến thức thì mới nghe nó thôi chứ. Nhiên chào chị Tiết Chu Phan, nhiên chào tất cả anh chị em nhé. Chúc anh chị em buổi tối hạnh phúc, vui vẻ, ngủ ngon nha anh chị. Đi xuống cho bé Mon ngủ khuya rồi. Hôm nay live quá, live ra từ 7 giờ mấy tới giờ. Nhiên chào anh chị.